Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 750 tốc cần có ký hiệu là Nan token. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn ở phần link mô tả dưới video mở link phong các bạn. Cầm đầu tiên mình địa chỉ email của mình. Con này nó có một cái network riêng các bạn. Network là NFTAD network. Rồi tiếp tục full name thì các bạn ghi họ và tên mình vào các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB sang mã chain trên YouTube Wallet của mình nha các bạn. Các bạn dùng địa chỉ ETH hoặc là BNB trên YouTube Wallet gì nào cũng được nha các bạn. Rồi các bạn gửi vô đây nè. Rồi các bạn bấm tiếp. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group. Trên kênh group các bạn join sao các bạn. Sau khi các bạn join vào xong thì bạn bắt đập lên nè. Bạn nhập vào ba cánh cùng nè. Rồi setting copy username mình nha các bạn. Gửi vào link phong này nè. À, còn anh 4 số 3 1 2 3 4. Tiếp tục follow Twitter nè. Trên Twitter của nó thì bạn theo dõi nha bạn. Sau đó bạn bắt up lên nè. Các bạn mở Twitter của tất cả bạn ra, các bạn copy username mình nha các bạn. Và nhập avatar của mình sẽ thấy được username mình chỗ này nè. Gọi là cho bot. Đây gửi vào link phòng mình nè. Tiếp tục thì các bạn like và retweet cho pinbot. Rồi các bạn nhấp vô đây các bạn like nè. Các bạn chỉnh dẫn cho bài viết game nè. Các bạn tăng vài người bạn mình vào người ta mà. Rồi các bạn tweet lên nè. Sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Submit lên retweet. Rồi các bạn mở Twitter của tất cả bạn ra nè. Bạn nhấp vào avatar, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn bấm vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nè các bạn. Gửi vô đây nha các bạn. Tiếp tục bạn follow Medium. Gọi là username Medium nè các bạn. Mình làm từ nhiệm vụ 1 các bạn. Trên Medium nó thì các bạn chưa các bạn chờ lót chút xíu các bạn. Medium nó thì các bạn bấm vào follow nè các bạn. Sau đó bạn nhấp vào một đường đen nè các bạn. Ba cho một đường đen. Rồi nhấp vào avatar của mình. Copy username mình chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên phong mà. Bạn dán vào đây username mình nè các bạn. Bỏ đường link liên kết. Đây username thôi các bạn. Tiếp tục follow Reddit. Điền là username Reddit nè các bạn. Không có gì khó hết. Trên Reddit thì bạn bấm vào follow nè. Bấm like đăng cái nè các bạn. Rồi bạn nhấp vào ba cánh cùng nè. Nhấp vào avatar của mình nè. Copy username bên chỗ này nè. Bỏ chữ U đi nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp nữa nè. Bạn dán vô đây. Tiếp tục join tiếp kênh Telegram của nó nè. Này ta phải các bạn có kỹ lên các bạn. Join network. Submit lên tới. Rồi nó kêu tham gia network của nó nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn tìm hiểu nha các bạn. Thì coi có đăng ký không ta. Cuộn xuống bên dưới nè. Rồi các bạn subscribe email của mình vào các bạn. Bỏ dòng chữ này username. Tôi cần phí sale. Và các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Các bạn lướt xuống các bạn subscribe email mình chỗ này nè các bạn. Rồi bạn bấm subscribe nè. Đâu rồi. Rồi các bạn username, các bạn ghi họ và tên của tất cả bạn nữa. Rồi địa chỉ email của mình nè. Rồi cái này thì các bạn ghi U Messenger, các bạn bỏ đi, các bạn bấm submit. Thank you for email. Rồi tiếp tục các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn để địa chỉ email của mình vào đây nha các bạn. Bạn để coi nó có Gmail về cấm feed mail không mà. Để làm thiếu bước nó không trả tôi cần mình ạ. Rồi. NFT nó gửi về Gmail nè các bạn. Các bạn bấm vào một set spray của nó các bạn.
Rồi các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nha các bạn. Rồi các bạn bấm subscribe nè. Rồi sau đó các bạn bắt up lại link phòng này nè các bạn. Các bạn để địa chỉ email mình vào các bạn. Rồi các bạn bấm tiếp nè. Send code. Rồi cái mục này thì các bạn lướt cấp trang các bạn. G54BX. Rồi các bạn gửi các bạn. X nhỏ. Rồi bấm gửi các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn dặn 750 top cần nan đến đây kết thúc mà. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.